Chào các bạn nhé. Cây này là cây hồi hiệu ấn. Không biết sao gọi là hồi hiệu ấn, hay khả năng là nó được tìm thấy đầu tiên ở Ấn Độ chăng? Nhưng cái này là mình mua của bạn bạn Tú, có kênh YouTube là Hương Rừng. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được hàng. Thì bây giờ mình sẽ review từ khi những cái cây mình trồng, mà từ khi mình bóc 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 thùng ra cho đến khi mà nó phát triển trưởng thành ra hoa, để review một cách cho nó chân thực hơn. Ngày trước cũng trồng nhiều nhưng mình lười làm. Thì đây là cây mình vừa bóc, đây nó còn cả rễ khô với rễ khô và những cái gồng hoa cũ. Tí mình sẽ cắt tỉa hết. Đây, cây rất khô, không biết là trồng chắc là trồng đôi năm thì nó mới đẹp được. Thôi mình cứ quay clip thôi, khi nào trồng ok thì sẽ ghép các clip với nhau, mình post lên. Đây mình tỉa xong rồi các bạn ạ, được một đống rễ chết này, rễ khô. Thì cái rễ này nó cũng gãy rồi, đáng lẽ tỉa cũng được nhưng mình cứ giữ lại đó, tại vì bây hiện giờ cây nó yếu ấy. Mình cứ giữ lại cho nó lấy tí nước nào thì nó lấy, nếu mà tỉa sạch trơn nữa thì sợ cây nó kiệt. Cây hàng rừng mà, hàng rừng này là rừng Việt Nam nhé, chứ không phải là, không các bạn nghe hồi điệp ấn thì tưởng lấy là rừng ấn, thực ra cây này là lấy ở rừng Việt Nam mình cũng có mà. Thì tí nữa mình sẽ túm lại treo lên ở chỗ râm mát, và sẽ hiện tại sẽ không tưới gì cả, cứ kệ thôi. Độ khoảng 3 4 hôm nữa thì mình sẽ tưới tí hổ nguyện cho nó. Bây giờ cây nó mới về mình tưới luôn thì sợ nó tèo luôn. Thực ra mình cũng gọi review qua qua cách trồng thôi, chứ mình không phải là hướng dẫn cách trồng nhé. Tại vì mình cũng mới chơi thôi, chả phải chuyên gia hay là giáo sư gì. Thì mình cứ trồng theo cái cách mình hay trồng, mà thấy nó lên được thì mình trồng, chứ không phải là mình hướng dẫn hay là mình dạy các bạn cách trồng. Rồi bây giờ mình sẽ túm nó vào và treo lên đã. Thì bây giờ là ngày 19 tháng 6. Thế là tính từ lúc mình bóc bóc hàng cái cây này về thì cũng được là 1 tháng 10 ngày rồi. Hơn 1 tháng 10 ngày rồi. Thì từ đấy mình treo lên mình cứ để quên. Cũng đang bận thành ra quên không ghép lên được. Thì hôm nay mình chuẩn bị cái chậu này. Cái vỏ thông ngâm nước sẵn rồi. Ngâm nước rửa sạch rồi. Thì đây cái cây hồ điệp sau hơn 1 tháng mình treo trong vườn, đây có cây nó nở hoa. Lá nó cảm giác nó căng lại rồi, cây này thối mất gọn rồi. Đây, cây này lá mới nó ra căng đét rồi, rễ đang nhú rồi. Đây là những cái rễ mà trước tưởng nó hỏng, nó vẫn nhú rễ mới này. Này cây này lá rễ ra nhớ này. Đây lá mới ra đây. Thì mình cứ treo vườn thôi, mình quên thì bây giờ nó được như này rồi. Mất hơn 1 tháng thì bắt đầu được nhú được rễ. Chắc là cũng hơi chậm, chắc mình bỏ bê nó quá.
Thì bây giờ mình sẽ ghép phần này để cho nó phát triển tốt hơn. Bây giờ mình đã ghép đó. Ở đây mình vừa ghép xong rồi đây. Mình vẫn để rễ vậy, tại vì như các bạn thấy đấy, nhiều rễ nó vẫn xanh này. Đấy. Mình để hơn tháng vẫn xanh, chứng tỏ những cái rễ này vẫn còn dùng được. Thì, tuy nó gãy tí nhưng mà nó vẫn có hút được nước, hút dinh dưỡng. Thì mình cứ để thôi. Để mấy nữa mình tỉa sau. Cái rễ nào còn dùng được cứ để cho nó dùng. Một thời gian nữa mình sẽ tỉa hết những rễ đi. Còn bây giờ cứ để cho nó hút được bao nhiêu thì nó hút. Đây con bông của một cây hồ điệp này nó khác với các cây còn lại. Hoa đây. Tại sao nó khác? Tại vì mình xem cái lá của nó. Lá này nó sờ nó hơi giáp giáp tay. Còn cái lá cây này nó láng mịn luôn, bóng. Cây này lá nó dài. Còn cây này lá nó gắn tẹo. Nên chắc chắn là hoa sẽ khác nhau rồi. Chắc là cái hồ điệp này hồ điệp gì nó lẫn vào đây. Đây một hồ điệp ấn này. Thì chắc mình mua người ta cũng nhầm cây gì mà. Chắc bóc trên rừng nữa nhầm. À nó lẫn rồi. Đây cây này nó nhiều cây nó rụng, những cái lá ban đầu ở rừng về nó rụng bớt đi rồi. Bây giờ nó còn ít lá hơn nhưng mà những cái lá này chắc chắn là sẽ giữ được. Bây giờ mình sẽ chăm sóc cây này và để xem mấy tháng sau nó sẽ phát triển như thế nào và đến khi nó ra hoa. Hôm nay là ngày 19 tháng 6. Thôi nhé, chào các bạn. Chào các bạn nhé. Thì bây giờ mình xin review cây hồ điệp ấn mà trước mình ghép. Thì đây cũng nhiều cây không thuần được thì nó cũng chết rồi. Còn có vài cây thuần được. 4 cây. Đây hoa đang ra đây. Hoa nhỏ lắm. Còn đây cái hồ điệp dễ sẩn cũng ghép trong đợt đấy, cũng đang ra vòi nụ. Lại vòi nụ cao đấy. Đấy thì ghép một lố mà còn được có 4 cây thôi. Dễ đang ra bám hết vào trong rồi. Đây những cây khả năng thuần thì ok rồi, thì từ giờ về sau nó cứ phát triển. Đây hoa hồ điệp ấn đây, nó không thơm nữa. Dòng chỉ siêu tầm chơi thôi. Để mình quay sát vào.